Rồi. Giờ mình có cái bài số 4. Giờ mình sẽ tới bài 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 số 4. Rồi ok. Thì cái bài số 4 là thầy cho một số cái mô đun sẵn đúng không? Cái bài số 4 là thầy cho một số cái mô đun sẵn, gồm có mô đun là nghịch trái nghịch phải nè. Rồi có mô đun chia. Rồi có mô đun nhân. Và có mô đun cộng trừ đúng không? Thầy cho một số mô đun sẵn. Và yêu cầu đề bài là ghép nối cái mấy mô đun này lại để tính một cái số m gì đó. M bằng bằng gì đó ha, bằng 4,5a cộng 7b cộng cho 5,5c đúng không? Thì mình sẽ nhìn lại vậy. Thứ nhất là trong cái đầu vào. Thứ nhất là ghép ghép nối các mô đun để thực hiện các phép tính này. Rồi cái này hồi chị cái thằng M này mình sẽ bị gì? Mình có thằng này nó bằng là bằng 4 đúng không? 4 nhân A nè, cộng cho A chia 2. Mình phải tách nó về một cái dạng nào đó nó đơn giản hơn để mình xử lý ha. Cái B trừ cho B đúng không, một nhân B đi đúng không, cộng cho là 4 nhân cho C đúng không, 4 nhân C chỗ này cộng cho C, rồi cộng cho 525C là cộng cho C rồi chia 2 cộng cho C đúng không? Có phải là cái mình tách được từ cái thằng này, mình chuyển về dạng dạng này này không đúng không? Vâng. Rồi thì giờ mình nhìn nè, một số mà bạn nhân cho bốn á, một số mà bạn nhân cho bốn á, có nghĩa là bạn đem cái số đó bạn dịch trái đi 2 lần đúng không? giờ Đúng nó rồi. giờ nói nói thí dụ đi, hiểu hiểu được chỗ này chưa? Thí dụ đi, giờ nói thí dụ đi. Nói ví dụ đi, giờ ví dụ như giờ mình có ví dụ như là số 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 1 đi đúng không, một đi một một đi một, bây giờ bạn đem bạn dịch trái đi một, giờ bạn đem bạn bạn dịch trái hai hai lần đó thì bạn sẽ thành là một không không đúng không, dịch dịch trái mà số 1 đem về, số 1 thì đem đem về đây bạn trái 2 lần thì bạn sẽ thêm hai hai không ở đây, thì thằng này có phải là bốn không Bốn rồi. đúng không? Vậy vậy có phải là bạn đem số 1 này bạn nhân bốn á, bạn đem số 1 này Dạ, bạn nhân bốn đúng rồi. thì nó sẽ tương tương đương với cái chuyện là nó sẽ tương đương với cái chuyện là bạn đem một này bạn dịch trái hai hai lần đúng không? Dạ, Đúng không? vâng. Ừ. Đó thì đó là lý do tại sao mình tách ra như vậy đó, mình tách ra là nhân nhân bốn, ở đây của mình cũng tách thành nhân nhân bốn đúng không, Vâng, thì ở đây mình tách thành dạ là vâng. nhân 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 tám, Tám, nhân 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 dịch ba nhân lần. tám thì xem như là thay vì dịch 2 lần thì mình sẽ dịch 3 lần đúng không, đúng Dịch không? ba, dạ vâng. Mình dịch 3 lần đó, thì nói chung là mấy thằng này mình giải quyết hết rồi đúng không? Rồi giờ tới phép phép chia, nếu mà chia thì sao, chia thì giờ bạn hình dung bây giờ mình đang nói nè, mình giờ hình dung mình có số số 4 đi đúng không, số 4 đi, số 4 có nghĩa Vâng. là trong dạng nhị phân nó sẽ là 100 đúng không, mà bạn đem cái thằng này bạn đem dịch, thay vì giờ bạn dịch trái thì bây giờ bạn dịch phải một lần á thì nó sẽ thành 10, là nó sẽ là số 2 đúng không, bạn dịch phải một lần Dạ. nữa thì nó sẽ trở thành là một luôn, thì nó là một luôn đúng không, Dạ. đúng không? Vâng, đúng. Vậy là bạn thấy là nếu mà mình phải đem mình chia hai á, thay vì mình chia hai thì mình sẽ làm phép dịch phải đúng Dịch không? phải, vâng. Dạ. Mình làm phép dịch phải thì ở đây á, đó là tại sao mình tách thành chia hai ở đây, vậy thì mình sẽ dịch phải thằng này mình cũng dịch phải luôn, được chưa? Dạ. Chị tóm tóm lại phân tích cái biểu thức này á, là mình sẽ gồm những cái phép dịch dịch trái và những cái phép dịch phải, được chưa? Rồi sau đó là Vâng. mình cộng trừ lại với nhau thôi, mình cộng trừ lại với Dạ nhau vâng. thôi đúng không? Tóm lại cái biểu thức này xài dịch trái dịch phải cộng trừ hết, mấy cái nhân chia bỏ
trong trong cái module của thầy cho là cho mình dùng nhân với chia đó, nhưng mà mình không xài cái đó. Mình không xài cái nhân chia, mình chỉ cần dùng dùng dịch trái dịch phải cộng trừ là hết rồi. Thì ở đây thì bạn thì cái hình đó, cái hình mà gửi cho bạn đó là nó vẽ đúng theo cái công thức này. Bạn nhìn vô trong công thức này đó, thì bạn sẽ hiểu được cái hình đó tại sao vẽ vẽ vậy ha. Vâng, em hiểu cái hình ạ. Nhìn vô cái hình đó thì tại sao vẽ được hình vậy. Rồi thì cái code này là để chỉ để mô phỏng lại cái hình đó thôi. Thì cái đầu đầu vào mình có nè, cái đầu vào mình có là ba số là A, B, C, đúng không? Mình có là Dạ. nè, tại vì cái đầu bảng mở của mình là mình có A, B, C nè, phải đưa vào A, B, C để mình tính chứ, đúng không? Mình đưa Vâng, đúng, vào vâng. A, B, C để mình tính, kết quả cho ra là một con số M, được chưa? Xíu nữa tôi sẽ nói tại sao M nó là 14 bit nha. Rồi giờ mình sẽ làm cái thằng này trước, mình sẽ làm cái 4 4 cho 5 a trước. Thì cái 4 cho 5 a mình sẽ tách thành hai này, đúng không? Vậy thì thằng này á, Vâng. mình sẽ cần là một phép, mình sẽ cần là một phép dịch dịch, dịch trái, đúng không? Shift left a nha. Chú ý là cái module này nè, cái module mà shift left right này là nó có tính năng là vừa cho phép dịch trái vừa cho phép dịch phải luôn luôn nha nha. Dạ mình 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 đưa mình đưa chỗ này nè, chỗ chỗ này nè, một á, một có nghĩa là mình đang dịch dịch trái, được chưa? Còn chỗ này á, mình lại đưa vào không nè, mình lại đưa vào không có nghĩa là mình đang dịch phải nha. Cái module là xài xài chung nha, chung tức là nó có dịch trái dịch phải cũng được, ăn thua. Mình đưa vô cái chỗ này là không một thôi, đưa một là dịch trái được không thì nó sẽ dịch phải đó. Thì mình sẽ bạn thấy nè, rồi đồng thời chỗ này cái parameter mình đưa vô hai hai á, hai có nghĩa là mình hai á, hai có nghĩa là bạn bạn dịch đi hai hai bit đó, được chưa? Hai nghĩa là bạn hai nghĩa là dịch đi hai bit đó, hai hai bit đó có nghĩa là tương đương á, tương đương là bạn bạn nhân với bốn, đúng không? Chỗ này là Vâng. chỗ này một nè, một có nghĩa là dịch trái, Dịch trái. À, dịch phải. dịch phải. Này là dịch phải một một bit nè, đúng không? Tương đương với là chia hai, đúng không? Đó thì sau khi bạn làm Sao cho em hỏi sao vector y đây là 11 bit ạ? Với lại là tháng 8 là sao? tháng 8 nghĩa là gì nè, thằng này tổng cộng là 8 8 bit đúng không? Đúng không? Thì bạn phải truyền cái parameter cái độ rộng của cái thằng này đi đi vô trong cái module này, hiểu không? Truyền truyền cái parameter vô thì bạn sẽ truyền truyền nó bằng bằng tám vô, hiểu không? Thí dụ như họ bạn làm phía Dạ này vâng. nè, bạn có thấy nè, cái này nè, bạn thấy nè, chỗ này cũng là chỉnh nó, bạn có thấy không? Chỗ này nhầm rồi nè, chỗ này không phải là tám, chỗ này sẽ là 11, tại vì 10 10 không mà, đúng không? 10 không thì Vâng. ủa mai từ nhầm bảy, thằng này tám rồi, thằng C này có 8 bit nè, thằng C này có 8 bit nè. Tóm lại chỗ chỗ này mới bao bao nhiêu bit đó thì chuyển vô đây, được chưa? Chuyển Vâng. vô đây thì chỗ này mình nói trong flexible, bạn chuyển bạn có thể chuyển 8 bit hay là 9 bit gì đó, nhưng mà trong cái này thì mình chuyển 8 bit thôi, tại vì mấy con số ABC của mình đều là 8 bit hết, được chưa? Rồi đó, xếp phép sau khi mà bạn bạn dịch trái dịch phải rồi thì bạn sẽ cộng lại, nó không cộng lại bằng bằng cái này, được chưa? Cộng lại thì mình có một cái operator là cái hàm làm cái chỉ cộng. Thì chỗ này nè, một có nghĩa là phép cộng nha. Tương tự vậy, nếu mà bạn bạn chỉ không vô thì nó sẽ làm phép trừ ha. Ở phía này hình như là có một cái trừ nè. Rồi. Nè chỗ chỗ này nè. Hát hát đâu sub nè, đúng không? Hát đâu sub là chỗ này không mới đúng. Sub B ở không. Trừ. Không. Là làm phép trừ. Đúng không?
tức là cái module này, cái module này nó có hai tính năng luôn, cộng và trừ luôn. Nếu mà bạn đưa vô này một Vâng. thì nó sẽ làm cộng, mà bạn đưa vô chỗ này không thì nó làm phép trừ đó. Thì đây, sau khi mà mình trái đi phải mình cộng hai này lại mình có được cái này đó. Mình sẽ làm phép phép cộng, tức là lấy cái đám này cộng cho cái đám này đó, làm cái cộng thì cái chỗ này nó sẽ hiện cái cộng trong cho mình đó, mà là ba này sẽ tính toán là cái biểu thức này ở đây. Được chưa? Vâng, rồi. Rồi, tương tự vậy. Mình cũng có cái B, đúng không? Cái B thì mình cũng tương tự vậy. Vâng. Là mình cũng dịch. Mình dịch nó đi 3 3 bit nữa mình nhân 8 mà. Rồi sau đó mình sẽ trừ. Mình lấy 8B mình trừ B. Thì bạn mình đưa B vô đây. Mình trừ B. Vâng. Được chưa? Tương tự vậy, thằng này cũng vậy luôn. Được chưa? Thằng này cũng vậy. Thằng này mình cũng sẽ làm cái phép này. Thằng này cũng dịch nè, dịch dịch đi hai hai bit để mình nhân 4 nè. Rồi chỗ này mình dịch phải một bit nè để mình chia hai chỗ này, đúng không? Rồi sau đó Vâng. là mình lấy ba này cộng nhau, là mình lấy à xin lỗi, không phải, mình lấy thằng này cộng 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 thằng này trước chứ, mình lấy thằng này trước là mình làm ở trục này, đúng không? Rồi cái kết quả tính ra được đó, kết quả tính được mới lấy kết quả tính được mới cộng thêm cho hồ sơ nữa, là mình làm ở đây. Cho tại tại vì mình không có bộ cộng ba số nha, mà mình chỉ có bộ cộng hai hai số thôi, đúng không? Dạ Cho nên là vâng. mình phải làm tương tự vậy, tức là lấy thằng này cộng này trước, rồi xong rồi kết quả ra mới lấy nó cộng cho này. Cho nên là nó hơi lòng vòng xíu, do mình không có bộ cộng ba. Tương tự vậy, sau khi mình tính ra được là hồi nãy ba phần cho nó, mình đã tính được cái chỗ này, mình tính được cái chỗ này, thì mình tính được cái chỗ này, đúng không? Thì ở phía dưới này Vâng. mình làm cái động tác đơn giản cùng là mình lấy cái đám này mình cộng cho này trước, làm ở đây, đúng không? Rồi sau đó lấy kết quả tính được cộng thêm cho cái đám này nữa, cộng thêm cái này nữa đó, thì sẽ ra được kết quả cuối cùng của mình. Thì đó, đây là toàn bộ code của mình, dễ mà, đúng không? cái này là Vâng, cộng lại chắc cái em hiểu. này cộng lại chắc chưa được 50, nó thì yêu cầu nhỏ hơn trăm, đúng không? Câu đầu bạn là nhỏ hơn nhiêu? Vâng. Cái nhỏ hơn trăm thì phải. Tài nguyên tối đa 100, chạy tối đa Tài nguyên 30. tối đa 100. Chạy tối đa 30, cái này chạy không cửa nào mà hơn 30 được chứ. Này chắc chừng tầm 20 hết cả. Còn tài nguyên không cửa nào được 100, không được 100. Tại mình đâu có xài bộ nhân với bộ chia đâu. Đúng không? Mình xài một cộng với một trừ thì cái resource của mình còn là 5 với 10 không à. Không cách nào chấm hết đó. Tài nguyên tối đa là sao anh? Tài nguyên tối đa tức là ông cho nè, ông ghi phía dưới nè, resource 5 đó, thấy không? Shift left right là resource bằng 5 nè, divide là resource bằng 25 nè, cái hình trong cái đề đề bài đó. Vâng mình vâng. mình thì tức là một một cái module này nó sẽ tốn một cái resource, không? Tức là khi bạn xài một cái module này là nó sẽ tốn một cái resource, giống như chơi game vậy đó, mua mua con Vâng. vật đó tốn tốn bao nhiêu tiền gì đó, thì cái này cũng giống như đó, tức là bạn xài cái module này là bạn tốn chừng gì đó, cái resource giống như tiền vậy đó, hiểu không? Thì ở đây quy định tối đa là xài một 100 tiền thôi, đúng không? Đó, tài nguyên tối đa đó là cái resource tối đa là xài 100 tiền thôi. Thì đơn đơn giá của mỗi mỗi Thế giá giá tiền là 5, 25 nè, 20 với 10 đó, được chưa? dạ rồi em hiểu rồi. còn 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 cái độ trễ là giống giống như là cái độ trễ thì đại đại cũng cũng giống như là tiền đó, tức là nó cũng là một cái thông số mà mình phải phải thỏa mãn thôi, hiểu không? Tức là cái độ trễ tức là cộng hết mấy hàng tơi của cái module đó, nó tính ra nó phải nhỏ hơn cái 30. Ví dụ như bạn đã xài cái shift left này rồi, thì bạn sẽ tốn một cái độ trễ là ba nè, không? Ví dụ tính thì giờ ví dụ shift left này độ trễ là ba nè, tốn tiền thêm cái là tốn hết cái độ trễ ba này, đúng không? Xuống này shift left tính thêm cái nữa và tốn thêm cái ba nữa, là cái ba cộng ba bằng sáu, được chưa? Rồi bắt đầu xuống đây bạn bạn cộng lại tức là bạn xài một cái bộ cộng thì nó sẽ tốn một cái độ trễ là năm, là sáu cộng năm là 11 Năm. đó. Nó cộng cộng từ trên xuống dưới nó phải nhỏ hơn ba 30, được chưa? Thằng này nhỏ hơn 30 không ta? Vâng. Thằng này tính tính sơ bộ đi, thằng này là 10 11 đúng không? Đúng không? 11, Vâng. thằng này
là 3, từ đây này 3 cộng cho 3 cộng cho 5 là 8, 11 cộng 8 là 10, 19 đúng không? Đúng không? 11 cộng 8 là 10, 10, 10, 19. 19 thằng này, thằng này 3 là 6. 6 cộng 25. cho 6 mà cộng cho S sub này là như ta. 25, 25 cộng cho thằng này 5 là 30 rồi nè. Ừ. Chà, vậy là cái con này phải tính lại nữa. Phải tính lại nữa đó. Con dễ mà không, con dễ mà không, không dễ nha. Đi xuống tối đa, chạy tối đa là tới bằng 30. Chạy tối đa tới bằng 30. Vậy là phải kiếm kiếm một cái công thức nào đó mà nó tối giản hơn 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 cái này nữa. Nói chung là cái này để nghiên cứu sửa lại cho bạn nha. Rồi. Cái này là nó bị khá là cái độ dòng chảy nó lớn hơn 3 30. Cho nên là cái công thức này phải phải tính lại. Nhưng mà cơ bản là nếu như mà cơ bản tính lại thì vẫn dựa trên những cái gì mình nói sớm giờ thôi nha. Tức là vẫn dựa trên những cái công thức này. Ừ. Chỉ có tính lại công thức này thôi. Còn về cái cách hiểu thì nó vẫn giống vậy. Tức là cũng vòng vòng những cái mô đun cộng trừ này thôi. Rồi, bài này như là Tiếp xong đó. tiếp bài tập những người. Bài này là như là xong đó. Chú ý là mấy mấy Dạ mấy vâng. mấy cái module này là mình đưa ra những cái interface thôi nha. Tức là mình có những interface này thôi, còn còn code của mấy mấy module này thì mình không có code nha. Tại vì thầy cái đề bài của thầy yêu cầu là ghép nối các module này lại với nhau. Chứ thầy không có nói là phải đi code cái module này. Cho nên là mình không không cần code module này, mình Vâng. chỉ ghép nối thôi. Được chưa? Dạ Cho nên là cái này cũng không có vâng. SQL Server. Cái này hiểu ý tưởng thôi chứ không SQL Server, tại cái này đâu có code đầu SQL Server. Đâu 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 có code cái module trong này đâu đâu SQL Server được. Rồi. Giờ mình sẽ tới cái bài tập.